Xin chào các bạn. Bữa nay mình tiếp tục quay video thứ năm, nghĩa là 5 ngày. Bữa nay mình sẽ hướng dẫn nhiều hơn chút xíu, mình sẽ hướng dẫn mấy bạn làm 15 chữ của cuốn Minna 1, bài số 2. Kanji ở đây thì mình sẽ không có phân theo mà giáo trình của N1, N2, N3, N4, N5 gì cả, mà có nghĩa là kanji trong bài số 2 của giáo trình Minna cuốn 1 có kanji nào mình sẽ hướng dẫn mấy bạn những kanji đó. Và kèm theo đó là cái âm thông dụng của nó, có thể là âm on hoặc là âm cưng, âm nào thường đọc trong 10 chữ nó xuất hiện thì cái âm nào mà nó đọc nhiều nhất thì mình sẽ ghi cái âm đó ra, và đa phần là âm on là nhiều. Số điện thoại của mình là 0903651824, mấy bạn có thể kết bạn Zalo với mình bên đó. Hôm trước có mấy bạn hỏi là có bán sách không, thì mình cũng xin nói là mình làm những cái video này chủ yếu là mình để mình bán những cuốn sách này, đặng mà mình có một cái kinh phí nào mình đóng cái cuốn này thành một cái cuốn sách hoàn chỉnh. Rồi, không để mất thời gian mấy bạn, bây giờ mình sẽ tiếp tục ghi ôn lại chút xíu của 4 bài trước. Thì là nhân diên phun hô giai ca quân cưng tiên sen sinh xê giáo cô sư si học ca cử sinh xê hỏi ca xã sa viên yên ngăn kiên hành cô y giả sa nghiên khen cú kiều đại đai bệnh vô viện yên điện đen khí kỳ hà ca tuế sai thác si trừ lễ đây danh mê tiền gen sơ sô nguyễn can lai đai hàng can quốc cụ cử trung chiêu quốc cụ cử nhượng địa chi bản hôn phú phương sĩ si thần xin hộ cô. Đây là bài số 1. Rồi ở phía sau này nó có cái phần không có chữ, các bạn lật ra đọc thử lại. Các bạn nhớ phương pháp này, mấy bạn phải có một cái tấm giấy như thế này, không có ghi chữ thì bạn dán lên trên cái góc học tập của mình. Là khi mà mình đã đọc thuộc bên này rồi á, mình sẽ đọc ở bên này. Đặng mà mình vừa nhớ mặt chữ và nhớ được cái âm on của nó. Nhân diên phương hô giai ca quân cưng tiên sen sinh xê giáo cô sư si học ca cử sinh xê hỏi ca xa xa viên yên ngăn yên hành cô y giả sang nghiên khen cú kiều đại đai bệnh bio viện yên điện đen khí kỳ hạ ca tuế sai thác si trừ lễ đê danh mê tiền gen sơ sô nguyễn gan lai đai hàng can quốc cô cử trung chiêu quốc cô cử nhiều địa chi bản hôn phú phương sĩ si thần xin hộ cô. Và tiếp theo là từ di thư sô tập gia trừ chí si tân xin văn bưng thủ siêu chúng chô danh mê thứ si duyên an bút hy trừ thầy di kế cây tán sang. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mấy bạn 15 chữ này ha, và sau đó mình lật lại cái phần ở phía trước. Rồi, tấm này đã hết chỗ ghi rồi, mình sẽ ghi qua tấm mới ha. Giờ mấy bạn ghi ra trước từ gì. Từ gì. Thư số. Tạp xa chữ. Truy. Chim đường ngắn. Chí si. Ngôn sĩ tâm. Tăng xin. Chữ tăng này thì đơn giản, tại vì chữ tăng này thì nó của giáo trình là năm. Tăng xin. Tiếp theo là thấy văn. Văn bưng. Thủ siêu. Chướng. Chướng cho. Danh mê. Thứ si. Và tiếp theo là duyên. And. Tiếp theo là bút. Bút hy trừ. Thời si. Và tiếp theo kế. Kế kê. Tiếp theo tới chữ tán. Cái dù che 4 người. Tán sang. Rồi 15 chữ. Giờ mình sẽ tiếp tục, mình sẽ xếp cái phần âm âm on cho nó. Đây là chữ từ. Chữ này là chữ từ nhé hả? Từ đọc là di. Trong từ da mấy mát á. Từ di thư. Đọc là xô. Đây là chữ tạp. Là gia trừ. Chí. Đọc là si. Chữ tăng. Này đọc là xin. Tiếp theo chữ này chữ văn. Đọc là bưng. Các bạn thấy được không ạ? Thủ siêu. Để chữ chướng đọc là chô. Để chữ danh đọc là mê. Là thứ. Thứ si, nhớ là thứ si nhé mà. Tại vì giờ bữa nó mình học có một cái chữ thứ, nhưng mà chữ thứ đọc là thứ gì. Để chữ này là chữ duyên. En. Chữ này là chữ bút.
đọc là chữ, chữ này là chữ thời, đọc là gì, chữ này là chữ kế, đọc là kê, chữ này chữ tán, chữ tán này như có dấu chỉnh là một thì phải nè, đọc là san. Rồi sau khi các bạn đã ghi ra xong rồi bắt đầu mình sẽ đọc, đọc thuộc lòng, đọc khoảng cỡ 15 20 lần gì nó sẽ thuộc. Và sau đó mình cũng ghi giống như vậy nhưng mình đừng có ghi cái chữ nhỏ nhỏ ở dưới, đừng có súp nó. Sau đó mình cũng sẽ đọc lại giống như vậy và khi đã thuộc mặt chữ rồi thì chúng ta sẽ tiến hành bước thứ hai. Giờ mình sẽ làm bước thứ nhất trước. Từ di thư sô tập ra chữ chí si tăng xin văn bưng thủ siêu chứng châu danh mê thứ si duyên an bút hi chữ thầy di kế kê tán sang kế kê thầy di bút hi chữ duyên an thứ si duyên an chứng châu thủ siêu văn bưng tăng xin chí si tập ra chữ thư sô từ di thư sô tập ra chữ chí si tăng xin văn bưng thủ siêu chứng châu danh mê thứ si duyên an bút hi chữ thầy di kế kê tán sang từ di thư sô tập ra chữ chí si tăng xin văn bưng thủ siêu chứng châu danh mê thứ si duyên an bút hi chữ thầy di kế kê tán sang từ di thư sô tập ra chữ chí si tăng xin văn bưng thủ siêu chứng châu danh mê thứ si duyên an bút hi chữ thầy di kế kê tán sang từ di thư sô tập ra chữ chí si tăng xin văn bưng thủ siêu chứng châu danh mê thứ si duyên an bút hi chữ thầy di kế kê tán sang. Sau khi bạn đã đọc thuộc như vậy rồi á, mình sẽ tiến hành mình, các bạn nhớ là phải có một cái tấm giấy như thế này, mình có ghi chữ và tấm này là dán lên trên tường, sau đó mình sẽ nhìn lên trên cái mặt chữ này nè, mình dán lên tường, sau đó mình sẽ đọc nó, lúc đó nó nhanh thuộc hơn. Sau đó bắt đầu mình mới ghi ra tấm nhỏ nhỏ này. Từ gì? Một tay giống như mỗi khi thành ra là viết nó hay xấu. Rồi tiếp theo tới chữ thư. Từ số tới chữ tạp. Ra chữ thế là tới chữ chí ngôn một tay bắt tiện quá chí ngôn sĩ tâm chí si tới chữ tân 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 một cân tới chữ văn môn và nhỉ ngóng lỗ tai ra ngoài cửa nghe coi có chuyện gì thế thủ thế chữ trướng trướng thế chữ danh thế chữ thứ thứ si tới thầy tới chữ duyên và mấy bạn cũng có một chuyện như thế này, mình hiện tại mình đang dạy cái giáo trình này ha, đang dạy cái giáo trình này cho những bạn đi xuất khẩu lao động và đi du học, bởi vì cần một lượng canxi rất là lớn thành ra mình mới lấy giáo trình này mình dạy dạy được gần nửa năm rồi và kết quả rất là đáng bất ngờ. Thành ra mình mới chia sẻ lên trên này. Chứ nếu mà giả tí như mình chưa có áp dụng vô thì mình cũng không dám hướng dẫn như vậy. Cái chữ kế. Cái chữ tán. Nếu bạn ví dụ như mà có sách đó thì nó dễ. Tại vì chỉ cần photo rồi cắt ra thôi. Còn nếu mà không có bắt buộc phải ghi vậy. Nhưng mà ghi đều đều chút xíu. Đó, sau đó bắt đầu mình sẽ lấy những cái chữ này mình trộn nó lên. Trộn nó lên. Trộn nó lên bất kỳ. Rồi sau đó bắt đầu mình để nó qua một bên. Rồi mình ghi lại. Ví dụ mình lấy chữ này đi. Chữ này là chữ tạp. Mình ghi là chữ tạp. Mình ghi chữ tạp chứ. Tạp đọc là ra chữ ha cho để quang bên sẽ đã lấy một chữ tiếp theo chữ này đọc là chữ này là chữ thư mình sẽ ghi chữ chữ thư nữa ra để đọc là thư và đọc là show đó tiếp tục mình ghi
lấy chữ chữ tiếp theo ra, chữ này là chữ thời, ghi chữ thời lại và đọc là thời và đọc là chi đó. Cứ như vậy các bạn ghi lại và viết cho đủ hết 15 chữ ha. Các bạn coi lại chữ gốc nằm bên đây: từ di thư xô tạp ra trừ chí si tăng sinh văn bưng thủ siêu chứng chô danh mê thứ si duyên en bút khi trừ thời di cái cây tán sang. Rồi sau khi đã ghi hết rồi, bắt đầu mình ngồi mình đọc. Và khi đã đọc thuộc rồi á thì mấy bạn trộn lại những cái này của những ngày trước, và sau đó các bạn thử lật ra cái cuốn Mina 1 á của ngày thứ hai thì nó sẽ có cái bài này, để bạn thử nhìn trong những cái chữ kanji ở trong trong cái bài số 2 của cuốn Mina 1 đó, thì mấy bạn đã biết được gần hơn phân nửa kanji ở trong cái cuốn Mina đó rồi. Thì tới hiện tại bây giờ thi 15 chữ này đã được năm mươi mấy chữ rồi, là ngày thứ năm. Và tiếp theo cái video tiếp theo á, ngày mai mình sẽ hướng dẫn mấy bạn thêm phần 10, ở đây là 5, 10, 13 chữ còn lại là xong bài số 2 của giáo trình Mina Kanji. Đây, rồi tiếp theo mình sẽ up hàng ngày cho đến hết cuốn này. Cuốn này nó có khoảng cỡ 800 từ, khoảng chấm 800 kanji. Rồi tiếp theo mình sẽ lên cuốn giáo trình của Mina cuốn 2 của N4 á, mình sẽ tiếp tục hướng dẫn mấy bạn lên cuốn N4 đó. Rồi, chỉ vậy thôi. Chúc các bạn học tốt kanji và thi đỗ trong cái đợt tháng 7 này. Rồi mình sẽ kết thúc tại đây nhé.